dược liệu chứa anthocyanin. Sau khi học xong, các bạn cần đạt 5 mục tiêu sau. 1. Trình bày được đặc điểm cấu trúc của 3 nhóm anthocyanin, nhóm phẩm nhuộm, nhóm nhuộm tẩy, nhóm dimer. 2. Trình bày được tính chất của anthocyanin và định nghĩa anthocyanin trong dược liệu. 3. Trình bày được nguyên tắc chiết xuất anthocyanin từ dược liệu. 4. Trình bày được tác dụng sinh học và công dụng của anthocyanin. 5. Trình bày được nguồn gốc, thành phần hóa học, công dụng của các dược liệu chứa anthocyanin đã được đưa vào giáo trình. Những hợp chất anthocyanin nằm trong nhóm lớn hydroxyquinone. Những hợp chất quinone cũng là những sắc tố được tìm thấy chủ yếu trong ngành nấm, địa y, thực vật bậc cao, nhưng cũng còn tìm thấy trong động vật. Phân nhóm của anthocyanin gồm nhóm phẩm nhuộm, nhóm nhuộm tẩy, nhóm dimer. Nhóm phẩm nhuộm có màu đỏ cam đến tía, trong cấu trúc có hai nhóm OH kế cận ở vị trí alpha hay beta và hay gặp ở một số chi thuộc họ cà phê. Nhóm nhuộm tẩy, những dẫn chất thuộc nhóm này thường có hai nhóm OH, đính ở vị trí 1, 8 và ở vị trí 3 thường là nhóm CH3, CO, CHO hoặc COOH, nên còn được gọi là nhóm oximetin anthocyanin. Những dẫn chất anthocyanin khi ở trong thực vật có thể tồn tại dưới dạng oxy hóa hoặc dạng khử. Dạng khử có tác dụng sổ mạnh nhưng hay gây đau bụng, vì vậy một số dược liệu thuộc nhóm này phải để một năm sau khi thu hái mới dùng để dạng khử chuyển thành dạng oxy hóa. Nhóm dimer. Một số dẫn chất anthocyanin dimer do hai phân tử ở dạng anthazone bị oxy hóa rồi trùng hợp với nhau tạo thành dianthazone hoặc tiếp đến các dẫn chất để hydrodianthazone. Khi tạo thành dimer, nếu hai nửa phân tử giống nhau thì gọi là homodianthazone. Tính chất, những dẫn chất anthocyanin đều có màu vàng, vàng cam đến đỏ. Dễ thăng hoa nên có thể lợi dụng tính chất này để định tính bằng cách làm vi thăng hoa anthocyanin trên lam kính rồi soi tinh thể qua kính hiển vi sẽ thấy hình kim màu vàng. Ở thể glycosid dễ tan trong nước, còn thể tự do thì tan trong ete, chloroform và một số dung môi hữu cơ khác. Muốn chiết xuất glycosid dùng cồn ethylic hoặc dùng cồn methylic hoặc hỗn hợp cồn, nước. Muốn chiết phần A-glycol, thủy phân bằng axit sau đó chiết bằng ete hoặc chloroform. Tác dụng và công dụng, các dẫn chất anthocyanin dễ hòa tan trong nước, không bị hấp thụ cũng như bị thủy phân ở ruột non. Khi đến ruột già, thì các glycosid bị thủy phân và các dẫn chất anthocyanin bị khử tạo thành anthazone và anthazanon là dạng có tác dụng tẩy sổ, do đó có thể giải thích lý do tác dụng đến chậm sau khi uống thuốc. Dạng zeanin thì bị hấp thụ ở ruột non nên không có tác dụng. Tác dụng làm tăng nhu động ruột, nên với liều nhỏ các dẫn chất dihydroxyanthocyanin dưới dạng heterosid giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng. Liều vừa nhuận, liều cao sổ, các dẫn chất anthocyanin có tác dụng thông tiểu và có khả năng tống sỏi thận ra ngoài. Ngoài ra còn có tác dụng kháng nấm để trị nấm, hắc lạc. Các dược liệu chứa anthocyanin thuộc chicassia, phan tà diệp, thảo quyết minh, cốt khí cù, mùng châu, đại hoàng, cốt khí cù, hà thủ ô đỏ. Phan tà diệp là lá phơi hay sấy khô của cây phan tà diệp lá hẹp, hay cây phan tà diệp lá nhọn, đều thuộc họ văng, tùy theo liều mà có tác dụng nhuận hoặc tẩy. Nếu uống thì có tác dụng sau 10 đến 12 giờ, nếu thụt thì có tác dụng nhanh. Tác dụng chủ yếu là gây co bóp ruột già, ngoài ra còn có tác dụng lên cơ trơn của bàng quang và tử cung, nên phải thận trọng đối với người có thai, viêm tử cung, viêm bàng quang. Liều, giúp tiêu hóa 1-2 gam lá, nhuận 3-4 gam, tẩy 5-7 gam. Thảo quyết minh là hạt phơi khô của cây thảo quyết minh, họ văng, công dụng. Trong đông y, hạt thảo quyết minh dùng uống để chữa đau mắt đỏ, mắt mờ, chảy nhiều nước mắt, quáng ga. Còn dùng sống để chữa nhức đầu, mất ngủ, làm thuốc giải nhiệt, bổ thận ngày dùng 6-12 gam dưới dạng thuốc sắc hoặc giã dập, xào kỹ rồi pha như pha trà. Cốt khí cù là hạt phơi khô của cây cốt khí mùng, còn có tên gọi khác là vọng giang nam, mùng lá khế, dương giác đậu, họ văng, công dụng. Y học dân tộc cổ truyền dùng hạt với tác dụng nhuận, giúp tiêu hóa, chữa táo bón mãn tính, chữa tê thấp, ngoài ra còn dùng thảo quyết minh để chữa đau mắt. Dùng lá làm thuốc nhiệt và dễ làm thuốc bổ và lợi tiểu. Mùng châu, dược liệu là lá chét cây mùng châu, họ văng.
trong lá, quả và rễ đều có chứa các dẫn chất anthocyanin. Tác dụng và công dụng. Lá có tác dụng nhuận tẩy, nhân dân ta thường dùng lá để chữa hắc lào bằng cách giã nát rồi sát vào nơi bị nấm. Đại hoàng, dược liệu là thân rễ đã cạo vỏ và phơi hay sấy khô của cây đại hoàng, họ rau răm, tác dụng và công dụng. Các dẫn chất anthocyanin trong đại hoàng có tác dụng làm tăng nhu động ruột, với liều thấp có tác dụng nhuận tràng, liều cao làm thuốc tẩy nhẹ dùng cho người đầy bụng, đại tiện bí thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác. Các chế phẩm có đại hoàng tác dụng cả lên cơ trơn của bàng quang và tử cung, do đó phụ nữ có thai hoặc người bị viêm bàng quang không nên dùng. Do có tác dụng phụ là gây sung huyết nên không dùng cho người bị trĩ. Vì đại hoàng có chứa nhiều canxi oxalat nên không dùng lâu cho người bị sỏi thận oxalic. Cốt khí cu, dược liệu là rễ phơi khô của cây cốt khí cu, họ rau răm, tác dụng và công dụng. Dược liệu có tác dụng nhuận tẩy, có tác dụng làm hạ đường huyết và hạ cholesterol, có tác dụng kháng khuẩn trên một số loại vi khuẩn như E. coli, vi khuẩn lao. Dược liệu có thể gây nôn, gây tiêu chảy, khó tiêu hóa, cũng có trường hợp gây tổn hại gan và suy giảm hô hấp, nhưng hiếm. Trong y học cổ truyền, dược liệu ít được dùng làm thuốc nhuận tẩy mà dùng để chữa viêm gan, vàng da, chữa tê thấp, đau nhức gân xương, viêm phế quản mãn tính. Dùng ngoài để trị bỏng, rửa âm hộ khi bị lở loét. Hà thủ ổ đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ít huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc. Tên gọi khác, giao đằng, dạ hợp, nhận dạng. Hà thủ ổ đỏ sống lâu năm, thân mềm dạng dây leo quấn với nhau, rễ phình to thành củ màu đỏ. Lá hình tim, đầu nhọn, dài 5-7cm, rộng 3-5cm. Cụm hoa hình chùy mọc ở đầu cành hoặc nách lá, mang hoa. Hoa nhỏ, màu trắng, 3 mảnh vòng ngoài lớn lên cùng quả. Quả 3 cạnh, khô, không tự mở. Theo y học cổ truyền, hà thủ ổ đỏ có tác dụng nhuận tràng, tiêu độc, bổ huyết, chủ trị các chứng bệnh sau. Râu tóc bạc sớm, sờ vỡ động mạch, mất ngủ, táo bón, suy nhược thần kinh, tiêu hóa kém, cao huyết áp, tinh trùng yếu. Theo nghiên cứu hiện đại, đối với hệ tiêu hóa, thành phần anthocyanin trong hà thủ ô đỏ có tác dụng kích thích nhu động ruột co bóp, thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, có lợi cho người bị tiểu đường, tăng mỡ và cholesterol trong máu, thận hư suy. Được sử dụng làm thuốc chữa thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt, khí hư bạch đới ở phụ nữ, nước sắc hà thủ ô đỏ thể hiện rõ tính ức chế đối với hoạt động của trực khuẩn lao, giảm cholesterol máu. Các chất trong hà thủ ô đỏ còn có tác dụng chống oxy hóa. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.